Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh món ăn ngon dễ làm mình là Hữu Quốc hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một món ăn chay nữa đó là đầu hũ kho nước tương một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm lắm luôn đầu hũ thì rất là ngọt béo béo còn nước tương có vị hương thơm rất là đặc trưng rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món đầu hũ kho nước tương rất là thơm ngon tuyệt vời và rất là được ưa chuộng lắm luôn trong các bữa cơm chay ở gia đình nguyên liệu của mình hôm nay mình sử dụng là ba miếng đậu hũ các miếng đậu hũ này rất là tươi rất là ngon luôn nhưng mà đã nguội rồi hồi mình sẽ chiên sơ lại nha quý vị trước khi mình kho với nước tương và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho ba miếng đậu hũ vào để mình chiên mình chiên tầm cũng khoảng 5-6 phút nha quý vị để cho hai mặt của tàu hũ nó vừa vàng ống ánh lên là được rồi thì mình sẽ sắt nhỏ ra rồi mình cho các gia vị vào trước khi mình kho và sau một hồi chiên bây giờ mình sẽ chở các miếng đầu hũ của mình một lần nha quý vị nó mặt ra một bên nó cũng đã hơi vàng vàng ống ánh đó, quý vị rất là thơm luôn Và wow, sau thời gian nãy giờ mình chiên cũng khoảng uh, 5-6 phút rồi Và wow, bây giờ mình gấp uh, miếng đậu hũ đầu tiên nè quý vị Nó hai bên đã vàng vàng hết rồi Mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn Rồi mình để uh, nguội chút xíu, Hồi mình sẽ sắt nhỏ ra nghe quý vị Các nguyên liệu khác của mình thì gồm có Hành tím và các tép tỏi Mình cũng đập cho nó dập dập Rồi sau đó mình cũng băm cho nó uh, hoặc là nhuyễn ra luôn để nữa mình phi nha quý vị nhuyễn như vậy là được rồi và mình cũng uh, cho ra cái dĩa sẵn luôn hành lá thì mình cũng uh, sắt nhỏ nhỏ ra luôn để khi nào mà đậu hũ kho nước tương của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào. Nếu nhà mình ăn hừng chay thì có thể mình thay thế hành lá, tỏi, hành tím bằng hình bơ gô nghe quý vị. Còn nhà mình ăn chay thông thường thì mình ăn hành lá, tỏi, hành tím luôn. Ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà đậu hũ kho nước tương của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào. Có vị cay cay của ớt góp phần làm cho cái món đậu hũ kho nước tương của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn nghe quý vị mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn và bây giờ các miếng đậu hũ của mình cũng đã nguội rồi thì mình sẽ sắt ra một miếng đậu hũ thì mình sắt ra làm ba nghe quý vị tương tự thì các miếng còn lại mình cũng sắt ra làm ba như vậy luôn nếu nhà mình đông thì có thể mình mua nhiều hơn rồi mình kho nhiều hơn nghe quý vị mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn chút xíu thì mình sẽ cho các gia vị vào và cũng như các món ăn khác mình cũng tận dụng cái muỗng cà phê này luôn để mình cho liều lượng gia vị vào. Thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm. Mình cho khoảng 2 muỗng cà phê đường cát. và wow, nguyên liệu không phải thiếu trong món kho của mình hôm nay đó là nước tương mình sử dụng nước tương đầu nành nha quý vị hiệu maris luôn mình cho vào cũng khoảng hai muỗng cà phê nước tương các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị mà mình ốm sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình và cuối cùng là nước màu thì mình cho khoảng 3 muỗng cà phê nước màu vào luôn nước màu thì nhà mình thắng sẵn luôn, cho nên mình cho trực tiếp vào để mình ốp các miếng đậu hũ của mình luôn nghe quý vị. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa đậu hũ rồi, thì mình sẽ đảo đều các miếng đậu hũ của mình lên để cho nó hấm đều các gia vị mà mình ốp vào. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình kho nghe quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ càng hấm sâu vào các miếng đậu hũ. Rồi sau đó mình kho thì nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn. Đó mình chở đều các à, mặt của à, tàu hũ luôn nha quý vị, để cho nó thấm đều các gia vị luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cũng cho một ít dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì cái phần tỏi và hành tím hồi nãy mình đã băm à, nhuyễn đó quý vị mình cho hết vào luôn một ít ớt và một ít hành lá chủ yếu là phần gần gốc đó nghe quý vị mình cho vào để mình phi và sau một hồi phi thì tỏi hành tím hành lá ớt cũng đã vàng ống ánh rất là thơm luôn rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nguyên dĩa đậu hũ vào nãy giờ mình ốp các gia vị vào thì cũng khoảng 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái chảo để mình kho mình để các miếng đậu hũ của mình đều đều ra nghe quý vị để các miếng đậu hũ của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ và trong lúc mình kho quý vị thì mình cũng chở tới lui các miếng đậu hũ của mình để cho các miếng đậu hũ của mình nó sẽ ngấm đều các gia vị và chín đều hơn mình kho đến khi nào đậu hũ của mình nó lên màu thật là đẹp thì mình sẽ cho nước lọc vào nghe quý vị và sau một hồi kho thì các miếng đậu hũ của mình nó lên màu rất là đẹp luôn rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nước lọc vào mình tận dụng cái dĩa ốp đậu hũ hồi nãy luôn để mình cho nước lọc vào cũng khoảng hơn nửa chén nước lọc đó quý vị rồi tiếp tục mình kho và xa trong lúc mình kho quý vị thì lâu lâu mình cũng chở tới luôn các miếng đậu hũ của mình nha quý vị và lửa thì mình để vừa vừa thôi nhỏ nhỏ thôi để cho các miếng đậu hũ của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ và sau một hồi kho thì các miếng đậu hũ của mình cũng đã gần chín rồi thì mình sẽ cho thêm một muỗng canh nước tương nữa nghe quý vị gần chín thì mình sẽ cho nước tương vào thêm rồi mình kho như vậy thì đậu hũ kho nước tương của mình nó sẽ rất là thơm và rất là ngon lắm luôn và bây giờ mình chở các miếng đậu hũ của mình thêm một lần nữa rồi tiếp tục mình kho tiếp nghe quý vị đó và sau một hồi kho nè quý vị các miếng đậu hũ kho nước tương của mình cũng đã chín thế nào quý vị mình kho hơi sạch sạch lại như vậy luôn nghe quý vị cho nó ngon hơn nó đậm đà hơn và bây giờ thì mình sẽ cho hành lá vào luôn khi mà đậu hũ kho nước tương của mình đã chín rồi và ớt xác mình cho lên trên luôn Nhà mình ăn rất là cay cho nên mình cho ớt cũng rất là nhiều luôn nha quý vị Đó, quý vị thấy rất là đẹp mắt, trông rất là hấp dẫn lắm luôn Và bây giờ mình tắt lửa luôn Chuẩn bị mình múc ra dĩa để mình dùng trong bữa ăn cơm chay ở gia đình mình nha quý vị Và mình sẽ múc hết cái dĩa luôn Hôm nay mình kho sạch sạch như vậy nè quý vị Nó sẽ rất là ngon và rất là đậm đà lắm luôn Cái nước phần nước sạch sạch này nè, mình chấm với rau nè hay là mình trang vào cơm trắng ăn nó sẽ rất là ngon luôn đó rất là hấp dẫn lắm luôn nguyên dĩa đầu hũ kho nước tương và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị đầu hũ kho nước tương cũng đã chín rồi một món ăn chay rất là ngon ăn mặn cũng rất là ngon đầu hũ thì rất là ngọt béo béo còn nước tương có vị hương thơm rất là đặc trưng rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món đầu hũ kho nước tương rất là thơm ngon tuyệt vời và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hữu quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều